Xin được ngài là ai?
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không, cái người đẹp thế này cơ mà. Cảm ơn các bạn nhá. Hôm nay cặp đôi này là trẻ nhất trên chợ luôn các bạn nhá. Cặp đôi biết hát đấy. Còn những cặp đôi mà không biết hát thì trẻ thì có. Đây đang ở quảng trường, ở hội trường cái này. Cán bộ cái chi bộ thôn 5 Cờ Đông Búc cái này. Đó, gặp hai người đẹp ở đây này. Các bạn cũng muốn cần Facebook hai người đẹp này thì liên hệ với mình nhá. Nói vui thôi, Tết mà, Tết là cứ nói vui thôi nhá, đừng có ném đá mình nhá. Đây, các chị các anh đang ngồi đây chờ ai đến bắt nhau mà bắt để về ở chung mà cũng không có ai đến đây này. Buồn chết đi được đây này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá, cảm ơn anh chị rất là nhiều nhá. Mình chỉ nói cho vui thôi, năm mới mà nhà. Thôi, dịp năm mới chúc lên chúc mình dân tộc Tây Nguyên. Luôn chúc anh chị và các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe và anh em hãy cố gắng ủng hộ xem kênh của mình nhiều hơn và thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Đây là mấy chị em người Nùng nha các bạn nha. Bây giờ thấy các bạn thấy Tây Nguyên đầy nắng không và gió không ạ? 2 giờ chiều. Cuối tháng riêng 2 giờ chiều, trời rất là nắng, giờ nó phải còn nắng 30+ cơ. Giờ là những người nào trú nắng thì vẫn trú nắng, những người nào đi vẫn cứ đi. Khi nào khoảng tầm 4-5 giờ chiều ấy, lúc đó sẽ ra đường rất là đông. Cảm ơn mấy chị nhá, em đã được quay mấy chị lên truyền hình rồi. Chỉ có người quay phim như bọn tôi mới